Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hoàng thân mến. Trước khi vào tập 172 Ngược Về Minh Triều ngày hôm nay thì mình xin thông báo là bắt đầu từ tập 173 mình sẽ giả lại bộ Ngược Về Minh Triều cho Chuyện Hoàng Ngọng để lấy thời lượng cho anh em yêu thích thể loại tiên hiệp ở bên kênh Audio Kiếm Hiệp và tạo lại đất diễn cho kênh Chuyện Hoàng Ngọng. Thì mình thông báo để mọi người được biết và mình hy vọng các bạn có thể cập nhật thông báo mới nhất của kênh. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hoàng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 173 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 173 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, bên trên triều đường, quần thần nghe Dương Lăng nói vậy, liền im lặng. Chính Đức Hoàng đế há hốc miệng, đầu lông mày thoải mái dựng lên, trên mặt đã tươi hơn. Dương Lăng lại tiếp tục không người nói. Khởi bẩm, theo như thần thấy, quần thần xin hoàng thượng tự vấn tự xét lại, hoàng thượng cũng phải biết nghe lời phái, đích thân đỡ linh, trịnh trọng đưa tang, đỡ quan tài tới Sương Bình, nhằm biểu hiện lòng hiếu thuận của hoàng thượng. Còn về phần tự trách tội và chấn chỉnh triều chính, thần phụng chỉ tới Bá Châu lắng nghe dân chúng, đang có một việc cần phải báo cáo với hoàng thượng. Dương Lăng đem chuyện tứ đại hại của Bá Châu gồm tham quan, thần côn, hưởng mã, sơn tặc liên kết lại với nhau, hại dân chúng kể lể tỉ mỉ lại một lượt. Lúc nói tới, tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm một nhà ngày viên ngoại bị buộc sâu vào nhau, sắc mặt bách quan biến đổi, Chính Đức Hoàng đế cũng kinh ngạc phẫn nộ. Lưu Cẩn như bị đóng đinh tại chỗ, cả người căng thẳng cong lại. Quả nhiên Dương Lăng mượn đề tài để nói chuyện của mình mà, hắn muốn mượn cơ hội sửa trị ta sao? Y nắm chặt hai tay, nhô hai vai lên, một mặt nhanh chóng tìm lý do thoái thác, một mặt chở Dương Lăng nói đến đề tài chính. Dương Lăng thuật xong hành vi phạm tội của tứ đại hại, lại nói đến hoàng thượng hạ chỉ lệnh hắn thanh lọc chấn chỉnh lại trị lại địa phương, tận trừ tai họa, cũng chiêu an đám hưởng mã tặc Bá Châu, ủy thác chức quan, bởi vậy Bá Châu đã được bình yên, nói rõ lại rành mạch một lần. Nói xong toàn bộ, hắn mới vòng lại chuyện tranh luận trong triều. Hắn nói: nếu hoàng thượng muốn tự trách tội và chấn chỉnh triều chính, thần cho rằng bắt đầu từ việc thanh lọc chấn chỉnh lại trị vào tay một vùng Bá Châu đã như thế, sao biết địa phương khác dân chúng không bị rơi vào trong nước sôi nửa bỏng đây? Đã như vậy, hoàng thượng tiếp thu trung ngôn của thân tử mà chỉnh lý lại một lời sai lầm, bách quan cũng có thể an tâm chăm lo việc triều chính, có ích với đất nước, có ích với dân. Dương Lăng lúc nâng lên cao, lúc lại buông nhẹ nhàng, cho bách quan mặt mũi, cho hoàng thượng đường lui. Muốn hoàng thượng chôn cất Thái Hoàng Thái Hậu long trọng, đỡ linh đến Sương Bình, biểu hiện lòng hiếu thuận của con cháu. Điều này chứng minh hoàng thượng biết sai, bù đắp sửa chữa tội khinh thị lễ pháp của ngày hôm nay. Muốn đi bởi vậy tự xét lại mình ư? Đây cũng không phải tự xét lại ư? Chấn chỉnh lại trị, trừng phạt tham quan, thủ đoạn nhất quán lệ cũ đều là triều đình thống trị giang sơn đó hay sao? Lý thế dân trị thiên hạ qua hai pháp bảo, thứ nhất là thanh lại trị. Ai dám nói hành vi trọng đại như vậy còn không tỉnh ngộ cũng biến thành hành động rồi hay sao? Hoàng thượng nhận sai cũng có hành động thực tế, ai dám tiếp tục gây rối loạn nữa đây? Đây không phải là càn quấy lấy lòng mọi người hay sao? Còn về phần hoàng thượng, Chính Đức Hoàng đế tức giận nhất đấy, rõ ràng là y có lòng tốt, cùng lắm chỉ là dùng lẽ không thỏa đáng mà thôi, vậy mà quần thần trách móc giống như trái đất sụp xuống, bức ghi hạ chiếu sai lầm. Chính Đức mất mặt mũi, thà rằng một đập vỡ đôi cũng không chịu nhún nhường. Nay muốn y đỡ linh đến Sương Bình, y thân là hoàng tôn, vốn nên đưa tiễn linh cứu hoàng tổ, hoàng tổ mẫu. Hiện tại chẳng qua là để cao quy cách, trên đường đi thỉnh thoảng đi xuống, mặc đồ tang, đích thân đỡ quan tài, đi hai bước, đây có tính là cái gì đây? Cháu trai đỡ linh cứu cho bà nội, cũng không có gì hạ giá,
lại để ông ta tự xét sửa đổi. Ở đây cũng sửa đổi rồi, chính là thanh trừ hủ bại, chấn chỉnh lại trị. Chính Đức dĩ nhiên có thể tiếp nhận. Tuy rằng Chính Đức không sợ đám quan lại này uy hiếp, nhưng cứ để việc này găng lên, rơi vào tay người khác trở thành đề tài câu chuyện, trong lòng cũng rất phiền. Vừa nghe biện pháp này có thể tiếp nhận, mặt rồng không khỏi vui mừng. Đúng là chỉ có Dương Thị Độc có năng lực. Nếu bách quan đều nói được như vậy, không đưa bản mặt đau khổ, âm dương quái khí, chấm cần gì trở mặt với họ đây. Chính Đức liên tục nói, lời Ái Khanh rất đúng, chấm đồng ý. Các Ái Khanh còn lời gì muốn nói nữa không? Quần thần ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng làm như vậy vẫn chưa thỏa đáng với yêu cầu của mọi người, nhưng nếu như cứ tiếp tục cứng rắn, gây loạn nữa, sự việc cũng chưa chắc đã giải quyết viên mãn hơn. Dù là cứu được hơn 100 cái mông ở ngoài cửa cung, cũng không hề thức thời khi tiếp tục giằng co với hoàng thượng. Vì thế quần thần đều đồng thanh nói, hoàng thượng anh minh. Cuối cùng Chính Đức chuyển sang tươi cười ôn hòa mà nói, các khanh bình thân. Lưu Cẩn cũng yên tâm hơn, thầm nghĩ, hóa ra không phải cáo trạng mình, chỉ là để hắn làm dối lên như thế, lễ bộ thượng thư có thể không ngã đài rồi. Lưu Cẩn vô cùng tiếc nuối, đột nhiên nghĩ đến vấn đề chấn chỉnh lại trị địa phương, trong lòng bỗng nhiên nóng lên. Đây chính là một việc béo bở nha, béo đến toàn thân chảy mỡ, chấn chỉnh lại trị toàn bộ thiên hạ. Nếu như việc này đến tay mình, vậy mình sẽ thu rất nhiều lễ, xếp vào một vài thân tín, chỉnh bao nhiêu người. Lưu Cẩn đang đứng bên lập tức xông ra cao giọng, hoàng thượng, lời của Dương Quốc Công lão nô vô cùng tán thành. Nói đến nghiêm túc chấn chỉnh lại trị, lão nô được hoàng thượng tín nhiệm quản lý tỷ lễ giám, thiết lập ba sở một vệ, điều tra lùng bắt khắp thiên hạ, chính là một trọng trách lão nô nguyện phân ưu cho bệ hạ, cúc cung tận tụy đến chết mới dừng. Các đại thần nghe nói thế, một đám kích động cũng hòa theo. Chính Đức hoàng đế cười hiếp cả mắt lại, đang định gật đầu, Dương Lăng vội vàng xông về phía trước một bước nói, hoàng thượng, ý của thần chân chính lại trị thiên hạ, trước mắt không nên gây chiến, hơn nữa phái quan viên đi điều tra, lề mề trị phần ngọn không trị được gốc là kế sách thực thi không tốt. Vừa nghe Lưu Cẩn xung phong nhận việc, đám người Dương Đình Hòa, Vương Hoa liền nóng nảy, đang muốn góp lời ngăn cản, lại thấy Dương Lăng ra mặt, trong lòng mừng thầm, liền dừng bước. Chính Đức càng lúc càng thân cận với cậu em rể tương lai này. Chính Đức làm việc toàn bộ bằng cảm tính, y thích ai thì người đó tốt, không thích ai thì thấy người đó khó ưa. Người có là trứng gà đi chăng nữa, y cũng có thể lấy ra được một cục xương đây. Vừa thấy là Dương Lăng phản đối, Chính Đức không cho là hành vi ngang ngược, liền hỏi, Dương Khanh có thượng sách gì, cứ nói đi. Lưu Cẩn thấy oan gia này phá hỏng chuyện tốt của mình, căm hận, nghiến răng nghiến lợi. Dương Lăng không để ý tới y, tiếp tục nói, hoàng thượng, quan lại Bá Châu hủ bại như vậy, quả thật là thối nát đến không tả nổi. Toàn bộ quan lại hơn phân nửa đã tham ô, thần côn đạo tặc hoành hành trong các châu huyện phụ cận kinh thành, chỉ sợ khó mà tìm được địa phương như vậy. Là phong thủy Bá Châu không tốt nên tham quan ô lại thiên hạ tập trung tại Bá Châu ư? Hiển nhiên là không phải. Truy cứu ra, thần cho là có hai nguyên nhân. Một là trấn thủ thái giám Trưng Trung là quan viên cao cấp nhất Bá Châu, trên không chính dưới át loạn, hắn đầu tàu tham ô lừa gạt dân chúng, dĩ nhiên làm cho dưới theo, bọn quan viên học theo. Chính Đức nặng nề hừ một tiếng nói, Trưng Trung này gây tai họa một phương, thực là tội ác tày trời. Nếu không phải dựa vào sách lược trấn an dân tâm vừa nhanh chóng vừa đơn giản của Dương Khanh, chấm nhất định ngũ mã phanh thầy hắn, không thể tha thứ cho hắn được. Nói xong y lức nhìn Lưu Cẩn đang đứng một bên trách, Lưu Cẩn, tỷ lệ dám lựa chọn người phải đi trấn thủ cần phải cẩn thận, hạng người phẩm hạnh không đứng đắn, tham lam hung ác, phải đi khắc phủ đạo sẽ làm hại một phương, người dùng người không khéo rồi. Lưu Cẩn thầm mắng, rốt cuộc đã kéo chuyện này lên đầu mình rồi, chỉ muốn dựa vào cái này muốn trèo lên mình ư. Nhưng đối mặt với hoàng thượng y không dám để lộ ra vẻ không vui, vội vàng quỳ xuống nói, lão nô biết tội, trưởng quản tỷ lễ giám từ trên xuống dưới mọi việc phức tạp, ở Trưng Trung kia xưa nay lại khôn khéo ôn hòa, lão nô không có tuệ nhãn, không biết nhìn người. Chính Đức hoàng đế nghe xong không khỏi bật cười mắng chửi, tuệ nhãn sao, ngươi thì có tuệ nhãn gì, đủ rồi, về sau tận tâm hơn là được. Chỉ một câu này đã bỏ qua mọi sai lầm. Dạ. Lưu Cẩn vội vàng đứng dậy, mang theo vẻ đắc ý, khiêu khích liếc Dương Lăng một cái. Dương Lăng lại nói, kỳ thực việc này cũng không trách được Lưu Cung Công, lòng người khó dò, có một số ít người cả đời đều không nhìn thấu người khác. Khi Trưng Trung ở bên hoàng thượng, khiếp sợ quy củ trong cung, sợ luật pháp, dĩ nhiên theo quy đạo cách cũ rồi, không dám làm sai. Đến địa phương làm một nhà độc đại, không ai dám quản,
vốn là người không tham, không ác, cũng sẽ dần dần nảy sinh lòng tham. Đây là chuyển biến từ thiện đến ác. Trương Trung vốn cũng không phải là ác lang cất giấu móng vuốt, mà là khi đó móng vuốt của hắn chưa mọc ra mà thôi. Lưu Công Công lại không thể biết được trước được quá khứ tương lai, sao dự liệu được? Một khi hắn nắm quyền thì sẽ làm sằng làm bậy chứ. Lưu Cẩn cảm giác tóc gáy hơi chút dựng lên. Kiểu khẩu xà tâm Phật này y cũng từng nghe qua, nhưng Dương Lăng nói tốt giúp y giải vây cho y thì chính là mặt trời mọc ở hướng bắc, y không tin. Chính Đức liên tục gật đầu nói: lời Ái Khanh nói có lý, vậy theo ý kiến của Khanh phải làm như thế nào chấn chỉnh lại trị triều đình đây? Dương Lăng nói: Thánh nhân giáo hóa không tha luật pháp, Phật tổ từ bi cũng có kim cương chừng mắt, pháp luật và kỷ luật nghiêm minh rất quan trọng, nhưng thực hiện như thế nào? Thần nghĩ trị không bằng phòng. Lấy Bá Châu làm ví dụ, nếu như Trưng Trung sợ luật pháp như khi còn ở trong cung như vậy thì sao có chuyện đó được? Chính là bởi vì mất đi trói buộc giám sát mới tạo thành quan lại hủ bại. Nếu chỉ dùng pháp luật tàn khốc làm chế tài đối với quan lại thiên hạ, chỉ muốn khóc khóc chế pháp tài, thương gân động cốt lại khó có thể trị tận gốc được. Quan lại mới nhậm chức sau khi nắm quyền to tại địa phương, mất đi lòng sợ hãi, ôm tâm lý may mắn, người trước ngã xuống sẽ còn người sau tiến lên tiếp tục tham ô, như vậy tham quan có giết cũng không hết được. Những lời thuyết phục này chẳng những Chính Đức nghe xong gật đầu, văn võ bá quan cũng tán thành. Thái tổ hoàng đế lấy nghiêm pháp trị thiên hạ, tham ô 60 lượng liền lột ra nhét cây cỏ dựng thẳng ở cửa nha môn để nhắc nhở quan lại, bọn họ không phải hiểu rõ mà vẫn không giác ngộ ư? Những quan viên này cũng sợ hoàng thượng thật sự là một cuộc đại chiến máu tanh khủng bố, quét sạch tham ô, quấy cho thiên hạ đại loạn. Dương Lăng ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra những lời làm cho người khác kinh hãi: Cho nên thần nghĩ quan viên không kiêng nể gì tham ô hủ bại là trách nhiệm của quan viên giám sát. Nếu như Lục Khoa Thập Tam Đạo, Đốc Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Tuần Sát Ngự Sứ, vân vân, có những người đứng đầu các ty, vậy thì hạng người giống như Trưng Trung bất cứ lúc nào cũng lo lắng bị tấu lên trên, việc xấu của hắn sẽ không thể nào che giấu trước mặt hoàng thượng được. Ngôn quan chính là tai mắt trong việc thực thi pháp luật của hoàng thượng, họ luôn đi đầu trong việc chống tham nhũng, bởi vậy muốn chấn chỉnh tác phong và uy tín của quan lại, trước tiên phải chú ý đến cái gốc của vấn đề, phải thanh tra những nha môn hoặc tầm thường không có chí tiến thủ, hoặc tham ô ăn hối lộ, hoặc giúp kẻ ác làm điều ác khiến cho họ có thể thật sự phát huy hiệu quả công việc, thì chuyện sóng yên bể lặng, thiên hạ thái bình chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Chính Đức mừng rỡ: Dương Lăng khá lắm, đây chính là giúp ta chút giận. Đám quan lại rắc rối này càng ngày tìm tật xấu của trẫm, biện pháp này rất hay. Chẳng phải các ngươi muốn trẫm tự xét bản thân, sửa đổi nhận sai hay sao? Vậy thì trẫm tự trách tội mình, tự xét sửa đổi, điều tra thêm đám các ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức này, rút cuộc. Nhưng đám quần thần nghĩ không đơn giản như vậy, chỉnh đốn nhóm Lục Khoa Thập Tam Đạo, Đốc Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Tuần Sát Ngự Sử sao? Những nha môn này chính là trận chủ chiến giằng co giữa Dương Đình Hòa và Lưu Cẩn, thế lực song phương cài răng lược. Có nha môn có thế lực Lưu Cẩn chiếm giữ thượng phong, có nha môn có thế lực Dương Đình Hòa chiếm thượng phong. Tuy toàn bộ nha môn đều có nhân mã của đối phương, nhưng giằng co nhiều lần đến giờ vẫn chưa phân thắng bại. Phải nói bọn họ gần đây đúng là không có gì làm. Theo hai vị đại lão Dương Lưu trong triều mình thường ám đấu, ngươi bắn lén mũi tên, ta đâm trộm một thương. Những quan viên thuộc trận doanh nha môn ngôn quan này lẫn nhau thường xuyên bị đối thủ nắm thóp được một vài sơ hở, đả kích buộc tội, do đó mà ngã ngựa. Toàn bộ quan viên nội chiến gây loạn, đó là trách nhiệm của ngôn quan giám sát. Hôm nay bắt tay vạch tội hoàng đế, có lẽ hơn phân nửa giữa bọn họ sẽ có một hồi ngừng binh bãi chiến. Thời điểm nhạy cảm như vậy, thế cục phức tạp như vậy, Dương Lăng lại đột nhiên đề nghị chỉnh đốn khoa đạo, hắn muốn làm gì đây? Lưu Cẩn và Dương Đình Hòa lập tức đều đề cao cảnh giác. Dương Đình Hòa tiến lên một bước đang nghĩ biện pháp ngăn lại, Tiêu Phương vẫn đứng ở đằng kia như ngủ gà ngủ gật, chợt mở bừng mắt dành trước Dương Đình Hòa đứng ra, không người thi lễ nói: Ở hoàng thượng, lão thần nghĩ không ổn, lại trị hủ bại làm vốn cầu căn nguyên, lão thần nghĩ cần bắt đầu điều tra từ khoa đạo không trong sạch, lấy gì để thanh lọc quan lại đây? Việc thực thi này dù dễ dàng chỉnh đốn toàn bộ quan lại thiên hạ, nhưng vẫn hơi nhiều cố kỵ. Chính Đức hoàng đế hăng hái nói: Cố kỵ sao? Có gì cố kỵ? Tiêu các lão nói nghe một chút đi. Lão thần tuân chỉ. Tiêu Phương híp hai mắt thành kẽ hở, tay vút trầm dâu nói: Hoàng thượng, khoa đạo ngôn quan chịu giám sát bách quan, tuần tra quận huyện, trọng trách sửa chữa tủ ăn, chính là quan giám sát điều tra quan viên, giờ lại đi điều tra họ, ai sẽ đi điều tra đây? Nếu để khoa đạo quan tự tra, bao che cho nhau, chiếu cố cho nhau thì hoàn toàn mất đi tác dụng chỉnh đốn răn đe của triều đình rồi. Nếu như lựa chọn phái quan viên từ trong triều đình đi điều tra thì phải là quan viên từng chịu giám sát điều tra, phái quan lại đi điều tra phụ trách đốc tra. Nhiều năm qua như vậy,
quan lại vẫn bị nguồn quan giám sát điều tra, một vài quan viên khó tránh khỏi có chút tư oán. Hiện tại trái lại, để làm cho bọn họ đi điều tra khoa đạo ư? Quan viên khoa đạo ắt sinh kiêng kỵ, cũng rất khó đảm toàn quan viên phải đi thanh tra không chính trực, không ôm tư oán. Lệ này mà mở, từ nay về sau khoa đạo quan sẽ lo lắng quan viên bị bọn họ đốc tra, bất cứ lúc nào cũng tra lại vụ án của họ, kiêng kỵ lẫn nhau. Xuất phát từ tâm tư lo lắng này, ắt sẽ giúp nhau giải vây, làm cho Kỳ Cương bại hoại. Lời vừa dứt, các quan viên đều suy nghĩ, nếu bởi vậy làm cho ngôn quan không dám nói, quả là đáng lo nha. Chính Đức Hoàng đế cũng biết rõ, những ngôn quan kia tuy rằng ngại xin người, bình thường nắm một vài việc nhỏ, lông gà vỏ tỏi, thế nhưng là Thái Tổ Hoàng đế thiết lập khoa đạo ngôn quan, tự có lý sự tồn tại của nó. Chỉ ít hiện nay chưa tìm ra được phương pháp giám sát quan viên hợp lý hơn so với bọn họ. Cho nên Chính Đức cũng không do dự mà nói. Khoa đạo ngôn quan, mở triều đình ngôn luận, giám sát lời nói và việc làm của bách quan, can hệ trọng đại, không thể xem nhẹ việc này. Không chỉ mỗi Tiêu Phương từ sớm đã được Dương Lăng thẩm chỉ bảo tùy cơ hành động, Dương Nhất Thanh cũng đã bứt rứt chờ từ lâu. Dù Dương Lăng không thể tinh tường dự liệu cảnh tượng hôm nay, nhưng phương pháp sách lược đại khái đã định ra rồi, chỉ cần một lời thuyết phục thay đổi sơ lược là được. Chút việc ấy dĩ nhiên không làm khó được Dương Nhất Thanh. Thấy tình cảnh này, binh bộ thị lang Dương Nhất Thanh biết mình phải ra tay rồi, vì vậy ho khan một tiếng, đứng ra thi lễ. Hoàng thượng, khoa đạo ngôn quan mở ngôn lộ triều đình, giám sát lời nói về việc làm của bách quan, xác thực can hệ trọng đại. Cũng chính bởi vì khoa đạo ngôn quan can hệ trọng đại, cho nên khoa đạo càng không thể hủ bại được. Bằng không, sao có thể gánh vác trọng trách mở ngôn lộ, giám sát bách quan, chấn chỉnh triều cương, pháp luật minh bạch được đây? Thần cho rằng Dương Quốc Công nói rất đúng, Tiêu Các Lão lo nghĩ cũng rất đúng. Thật ra chỉ cần dùng đúng phương pháp là có thể đạt được mục đích mà Dương Quốc Công xứng nghĩ, lại có thể tránh được hậu quả mà Tiêu Các Lão đã lo lắng. Dương Đình Hòa tài học hơn người, cũng trung thành tận tâm vì nước, chỉ duy lòng dạ không đủ rộng lượng. Lúc cùng Dương Nhất Thanh vào triều làm quan, bởi vì tính cách không hợp, lại tuổi trẻ khí thịnh, đã hiểm khích với nhau. Hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, lại tự cao tài học, không chịu cúi đầu trước đối phương, cho nên bởi vậy mà thành đối đầu với nhau. Lúc này vừa nghe Dương Nhất Thanh cố ý lừa gạt, Dương Đình Hòa lập tức đứng ra châm biếm, cười lạnh mà nói: "Dùng phương pháp đúng như nào vậy? Dương Thị Lang cứ nói thẳng ra, nói nửa ngày bách quan muốn nghe nhất là phương pháp đúng như nào, đáng tiếc lại vẫn chưa biết." Trong quần thần lập tức vang lên những tiếng cười trộm, Lưu Cẩn cũng cười vui vẻ: "Hôm nay thì hay rồi, Tiêu Các Lão không biết uống lộn phải thuốc gì mà lại phản bác lại Dương Lăng. Dương Đình Hòa, Dương Nhất Thanh lại tạo nên khúc mắc. Các ngươi cứ náo lên đi, cho dù các ngươi làm náo lên, càng loạn càng tốt à, càng loạn thì chúng ta mới có thể đục nước béo cò." Dương Nhất Thanh mỉm cười nói: "Cũng không phải là hạ quan hồ đồ không biết dùng phương pháp đúng như nào. Hoàng thượng cơ trí anh minh, trong lòng đã sớm hiểu rõ, từ lâu đã làm việc tương tự, nên hạ quan mới không tốn nước miếng kìa." "Trong lòng hoàng thượng hiểu rõ từ lâu ư?" Quần thần nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn Chính Đức. Chính Đức nghe cũng không hiểu ra sao. Dương Nhất Thanh vừa dứt lời, văn võ ba quan đồng loạt nhìn lại, trong sự kinh ngạc lộ ra vẻ sùng bái kính ngưỡng, tức thì thắt lưng ưỡn thẳng, cả người cũng nghiêm trang. Tấm lưng thẳng tắp, dáng người nghiêm trang, trong lòng thì vẫn đang cân nhắc, nhưng điều này cũng không làm khó được y, có thể lên Bạch Đăng Sơn dọa cho Đoá Nhan Tam Vệ và đám tù trưởng nữ chân tam bộ sừng sốt, còn không gạt được đám thần tử này hay sao? Chính Đức Hoàng thượng ho khan hai tiếng, giả vờ thần bí mà cười nói ra: "Dương Ái Khanh nói rất đúng, cái này đích xác chấm đang nghĩ tới rồi. Xem ra các vị Ái Khanh còn chưa rõ ha. Khanh hãy nói cho họ nghe đi." Dương Nhất Thanh mỉm cười khom người mà nói: "Thần tuân mệnh." Sau đó quay lại nói với quần thần: "Các vị đồng liêu hẳn đều biết Cẩm Y Vệ là tổ chức nắm giữ việc trọng đại không hợp pháp, nhưng là vì hạn chế Cẩm Y Vệ, phòng ngừa họ lộng quyền làm trái pháp luật, lại thành lập ra Đông Sưởng giám sát Cẩm Y Vệ. Sau đấy lại có Tây Sưởng giám sát Đông Sưởng. Khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, lại thành lập ra Nội Sưởng giám sát Đông Sưởng, ràng buộc lẫn nhau, phòng ngừa một nhà độc đại, thiên quyền độc hành. Hiện giờ bách quan tư quyền hại dân, khoa đạo giám sát bách quan, nếu như dò xét lẫn nhau, thế ắt sẽ bởi vì có điều kiêng kỵ mà dung túng với nhau. Thế nhưng nếu như thiết lập nhân viên khác giám sát khoa đạo ngôn quan mà không lệ thuộc bách quan trong triều, như vậy sẽ không để sinh loại bệnh trùng biệt này. Tỉ như trong Huân Thần Công Khanh chọn lấy thành viên tài đức vẹn toàn, thành danh sáng suốt, chuyên tổ chức giám sát khoa đạo, bọn họ không hướng bách quan, cũng không liên quan cùng khoa đạo, bách quan địa vị cao cả. Ngoài ra bách quan khoa đạo thường trực mà Huân Thần Công Khanh phụng chỉ giám sát điều tra khoa đạo bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, nhân viên không ổn định
ban sai hoàn tất thì quay về giao nộp chí. Lần sau nếu như cần, nhân viên được chọn lại không nhất định. Như vậy có thể phòng ngừa bọn họ can thiệp triều chính, từ đó mưu lợi bất chính, làm việc có thể công bằng được. Huân thần đại minh ta không làm quan lại tại triều, nhưng theo lệ thường thế này, hoàng đế thường tuyển nhân viên từ đấy đảm nhiệm chức vụ riêng biệt, tỉ như tiêu trừ phản bội, kê án, đi sứ, vân vân. Làm xong việc nộp chí vẫn cứ không can thiệp chính vụ, cũng chẳng bao giờ loạn chính cả. Chỉnh đốn khoa đạo cũng là đặc cách, tuyển nhân viên trong huân thần công khanh, hoàng thân quốc thích, có thể chọn người thỏa đáng, cũng không tính là làm trái với quy tắc tổ tiên. Tiêu Phương làm ra bộ dạng như bừng tỉnh ngộ, vỗ tay tán thưởng. Thì ra là vậy, lão thần ngu dốt, hoàng thượng anh minh, đề nghị này rất tuyệt diệu. Vương Hoa cũng đứng ra khỏi hàng, chắp tay nói, hoàng thượng anh minh, thần tán thành. Trong quần thần lập tức có một đám quan viên đứng ra, đồng loạt chắp tay nói, hoàng thượng anh minh, chúng thần tán thành. Chính Đức thế vậy, vui mừng mà nói, nếu các vị khanh gia cũng đồng ý phương pháp này, các khanh xem trong hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh, có người nào có thể phụng chỉ ban sai không? Bộ mê tung quyền này vừa đánh, Lưu Cẩn đã hoa cả mắt, đến giờ mới nhìn ra chút môn đạo. Trương Thái, Tào Nguyên lại sớm hơn Lưu Cẩn một bước, ý thức được Tiêu Phương, Dương Nhất Thanh này giấu giếm sát khí. Hai người lập tức liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lưu Cẩn, không ngờ Lưu Cẩn chỉ mài nhìn chằm chằm Dương Lăng, vẻ mặt hồ nghi suy đoán dụng ý thực của người này, căn bản không để tới ý tới ánh mắt của họ. Trương Thái thấy hoàng thượng đã đồng ý rồi, biết sự việc đã mất đường xoay chuyển, trong lòng khuynh lên, không kịp trưng cầu ý kiến của Lưu Cẩn nữa, cuống quýt đứng ra tấu nói, hoàng thượng, nếu như thế thần tiến cử thành quốc công, thành lão công gia tuổi già đức chiêu, uy vọng cao, có thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Trong huân khanh cũng chỉ có thành quốc công uy vọng cao, mạng lưới quan hệ có thể chống lại được Dương Lăng, đề xuất lão mới có thể chặn miệng người khác. Hơn nữa vì lão công gia này am hiểu đạo giữ mình, không tùy tiện đắc tội với người khác, cho dù không ưa lão cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội với Lưu Cẩn, mà phái người trắng trợn sửa trị nhất phái Lưu Cẩn. Nếu chỉ có lấy vài người để gõ đánh ứng phó việc, vậy thì chỉ tổn thương ra không động cốt, không có trở ngại gì lớn rồi. Lúc này Lưu Vũ cũng kịp phản ứng, hiểu động cơ của Dương Lăng. Dương Lăng phí sức nhiều như vậy, chẳng những vừa hóa giải vừa phản công, hóa giải nguy hiểm bách quan chịu hình ở Ngọ Môn, hơn nữa lợi dụng cơ hội bách quan yêu cầu hoàng thượng lấy tội sửa tội chiếu tướng, đây chính là món muốn nhân cơ hội chèn ép thế lực của Lưu Công Công ở khoa đạo. Lưu Công Công thử dịp Dương Lăng thay mặt thiên tử đi tuần thú không ở kinh sư, lại xin chỉ lại bộ khảo hạch quan viên, kiểm tra phủ kho, sửa trị tham ô, các kiểu kỹ năng gần như đã lấy ra hết rồi, mới có được một vị trí nhỏ nhoi trong khoa đạo, đứng vững ở nội các, khiến cho khoa đạo bị hãm và tê liệt, không thể làm gì được. Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa hiện tại thấy Lưu Cẩn không có biện pháp, thậm chí vẫn yếu thế nhượng bộ, cũng là bởi vì khoa đạo đã vô pháp, hình thành dư luận nhất trí, không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với hoàng đế. Dương Lăng chính là muốn mượn cơ hội sẽ chỉnh đốn khoa đạo, xua đuổi Lưu Phái Nha. Quyền lực trong triều luôn luôn nắm giữ trong hai thế lực, một là hệ thống lại trị, khống chế định cấp, khảo hạch, tra quân hàm, phong thưởng quan viên; một là hệ thống khoa đạo giám sát bách quan, tuần tra quận huyện, sửa chữa tù oan. Nếu bị Dương Lăng thành công, khoa đạo trở về tay Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, vậy bọn họ là có thể đứng ngang hàng với Lưu Công Công rồi. Lưu Vũ đi cửa sau đầu nhập vào chỗ Lưu Cẩn, vẫn có chút chột dạ, vốn không dám đối mặt với Dương Lăng, nhưng nghĩ đến đây, y cũng bất chấp nhiều như vậy, vội vàng ra tấu mà nói: hoàng thượng, biện pháp này tốt lắm, thần cảm thấy thành quốc công dù có hy vọng, nhưng tuổi già sức yếu, chưa chắc thích hợp. Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh thân là hoàng thân, có thể là người thích hợp hơn kìa. Giám sát ngự sử Vương Long Thần nghe vậy phản đối: nếu dùng Thọ Ninh Hầu, vậy dùng phò mã đô úy Thái Chấn làm khâm sai. Thái Chấn cưới chính là con gái thứ ba của anh Tông, Thuần An công chúa, bối phận rất cao. Chính Đức hoàng thượng còn phải gọi lão một tiếng cô tổ phụ, làm người cũng là ngay thẳng cương chính, dĩ nhiên có thể dùng. Lưu Cẩn hận chỉ muốn chửi lên: đám rác rưởi ngu si này, giúp cái chủ ý gì vậy? Dùng người nào cũng không bằng làm cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là tốt nhất kìa. Các ngươi đã đứng ra phản đối, ta lập tức khắt đệm tán thành. Nói không chừng còn khuyên được hoàng thượng hồi tâm chuyển ý rồi. Giờ các ngươi giới thiệu nhân tuyển, việc này chẳng phải là biến thành kết cục đã định rồi hay sao? Nếu phái huân thần công khanh, làm sao có thể thiếu được Dương Lăng đây? Khốn kiếp mà, tất cả đều một đám khốn kiếp mà. Kỳ thực y đã ủy thác đám thủ hạ này, đề nghị mà Dương Lăng nhắc tới, bọn họ đã muốn ra mặt phản đối, nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, lão Tiêu Phương vẫn luôn phất cờ hò reo theo Dương Lăng, bỗng lại đứng ra phản bác lại. Tiêu Phương là nội các đại học sĩ, Lý Đông Dương không có ở đây, Tiêu Phương chính là lão đại nội các,
địa vị cao hơn bọn họ, cũng không thể cướp lời của Tiêu Phương, đành phải xem vì sao Tiêu Phương đấu tranh nội bộ. Lý do Tiêu Phương nói ra vô cùng hữu lực, ngay cả hoàng thượng đều dao động, đâu còn dùng bọn họ ra mặt nữa đây. Nhưng mà ai biết được Dương Nhất Thanh lại bỗng nhiên xuất hiện, tên bại hoại đọc sách này của lưu manh hơn cả Tiêu Phương, mới mở miệng đã tỏ vẻ huyền bí, nó là hoàng thượng nghĩ tới biện pháp, sau đó mới thay hoàng thượng nói ra. Hoàng thượng đều thừa nhận chủ ý của gã ta rồi, đâu còn lá gan phản bác nữa, chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều mạng bổ cứu mà thôi. Dương Đình Hòa thở ơ lạnh nhạt, đã nhìn rõ ràng y cũng đã chịu đủ tính cách của Lưu Cẩn rồi, từ lâu đã hy vọng Dương Lăng áp chế Lưu Cẩn, đương nhiên không phản đối điều này, cho nên dù không ưa Dương Nhất Thanh nhưng vẫn đứng ra tấu. Hoàng thượng, hiện nay thì có một nhân tuyển thích hợp, cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu, thần tiến cử uy quốc công Dương Lăng điều tra khoa đáo. Lễ bộ thượng thư Vương Hoa, lễ bộ thị lang Lý Đạc, hình bộ thị lang Ngụy Thân và một đám quan viên lập tức như ong vỡ tổ hưởng ứng nói: thần tán thành, chúng thần tán thành. Ở trong lòng chính đức, Dương Lăng tất nhiên là thí sinh tốt nhất, đám người Dương Đình Hòa tiến cử chính là tâm ý của y. Chính đức mắt nhìn Dương Lăng vẫn chắp tay đứng im bên cạnh, hơi băn khoăn nói: Dương Khanh, vì mục đích chung, Khanh cố mà làm đi, chấm biết thời gian này ngươi còn đang bận rộn bên ngoài, thật sự khá là khổ cực. Hiện tại lại phụ trách công việc Hoàng Am, như vậy đi, hoàng thân quốc thích, khuân thần công khanh, ngươi cứ việc chọn lựa, tìm mấy người trợ giúp có thể giảm bớt một chút được. Dương Lăng thản nhiên cười, liếc xéo sắc mặt xanh mét của Lưu Cẩn, lại dài mà nói: ăn lộc của vua, vì quân phân ưu là bổn phận của thần tử, thần nguyện tận tâm tận lực chấn chỉnh khoa đạo, xin hoàng thượng yên tâm. Gối yên nương theo chồng lên nhau, Dương Lăng nằm lên, gác lên hai tay, vẻ mặt tươi cười thích thú. Đây là khuê phòng của Ngọc Đường Xuân, sau khi được công gia phủ tu sửa sửa sang lại, đã hủy bỏ hai gian phòng cất giữ đồ ở giữa, phòng rộng hơn, giường thêu cũng thay đổi lớn hơn trước. Ngọc Tỷ Nhi mặc chiếc váy mỏng bạch la màu trắng, bờ vai mịn màng, eo buộc dây lưng lụa, nàng đang ngồi rửa chân cho Dương Lăng. Người ngồi xổm xuống, cánh lụa mỏng như cánh ve, áo ngực chạy xuống, hiện lên khe ngực như ngọc, bụng ngọc bằng phẳng nhỏ nhắn, eo nhỏ chưa đến một nắm tay, đùi ngọc thon dài trắng nõn. Thân hình vừa mới tắm xong, đôi môi anh đào đỏ thắm, gương mặt không trang điểm nhưng lại mượt mà như phấn, mái tóc đen tuyền ướt thả trên vai, càng toát lên gương mặt xinh đẹp vô cùng quyến rũ lòng người. Báu vật tuyệt thế như vậy, cảnh xuân trong phòng như thế, người ngoài nào có duyên mà được ngắm đây? Dương Lăng lại nhìn chăm chú lên đỉnh màn, hoàn toàn không chú ý đến. Rốt cục đã kéo ra màn đại chiến, trong lòng Dương Lăng có một sự hưng phấn khó hiểu. Người đàn ông bất kể trầm ổn thế nào, trong lòng đều cất giấu lòng hiếu chiến. Trận chiến mở màn đắc thắng khiến Dương Lăng như uống rượu nguyên chất mà say khướt. Khoái cảm này không thua kém được ôm lấy tiểu mỹ nhân Ngọc Đường Xuân, hưng vân bố vũ, cộng phó Vu Sơn. Hôm nay nhất tiến song điêu, đầu tiên là tránh nặng tìm nhẹ, thuận lợi cứu bách quan ngọ môn, tiện đà dẫn theo đà phát triển, phục chỉ điều tra khoa đạo ngôn quan, khai hỏa phát súng đầu tiên, phát động tổng tiến công về hướng Lưu Cẩn. Có lẽ còn chưa ý thức được mục đích thực sự của mình, dù là ý thức được, Lưu Cẩn cũng không kịp đi đáp lại nhiều lỗ hổng như vậy. Lợi dụng chấn chỉnh quyền lực khoa đạo, đả kích thế lực Lưu Cẩn xếp vào trong khoa đạo. Chỉ có điều, ngay đầu tiên, lời khai và tội trạng của họ lôi kéo rất nhiều tham quan ô lại. Khi đó theo nhiều chứng cứ xác chính xác đưa lên ngự tiền, sự thật khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản quan viên thanh tra đơn thuần chỉnh đốn khoa đạo mà mở rộng toàn bộ kinh sư. Sau đó, từng manh mối mảnh dài, từng món chứng cứ đều chĩa vào đầu sỏ Lưu Cẩn. Làn gió chỉnh đốn tham nhũng khoa đạo hủ lậu bùng lên cuốn tất cả về hướng Lưu Cẩn. Khi đó thanh thế của mình càng lúc cũng càng lớn. Theo toàn bộ quá trình thanh tra, Minh Hữu gia nhập vào mình cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lưu Cẩn, ngươi còn không đổ hay sao? Không cần phải nói những ích lợi theo đó mà sinh ra. Lợi dụng việc này, chọn một nhóm hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh, có ảnh hưởng, có thế lực, bối cảnh phức tạp, giao tiếp rộng, gia nhập vào trận doanh của mình, kể vai chiến đấu. Từ nay về sau xây dựng lên địa vị và nhân mạch quan hệ của mình trong hai thế lực quần thể đặc thù này. Lưu Cẩn làm ác quá nhiều, đắc tội cũng quá nhiều người, đến lúc đó xem y xoay chuyển thế nào. Dương Lăng cẩn thận suy nghĩ, sau một lúc lâu đều không thể nghĩ ra được cơ hội trong chết cầu sống của Lưu Cẩn, nụ cười bên môi lại càng đậm. Dùng khăn lụa mềm mại lau sạch nước trên chân của lão gia, Ngọc Tuyển Nhi lén lén lướt hắn một cái. Nụ cười khóe miệng của lão gia quá gian xảo, khiến cho tim người ta đập mạnh. Chẳng lẽ hắn lại nghĩ được biện pháp chỉnh người gì gì đó hay sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Tuyển Nhi lại càng thêm đỏ rực. Bưng chậu đồng đi rồi, cởi giày nhẹ nhàng bỏ lên giường ôm Dương Lăng. Ngọc Tuyển Nhi xấu hổ, mang vẻ e sợ, đôi mắt đẹp ẩn tình khẽ gọi.
Lão gia, chuyện gì mà vui vậy? Dương Lăng một tay vỗ vỗ lên bộ ngực mềm mại của nàng, tay kia thì vuốt ve cặp đùi quyến rũ, cười nói: Đương nhiên là vui rồi. Lão gia của nàng rất lâu không qua năm quan chém sáu tướng, nếm thử chút mùi vị đại chiến rồi. Nhưng hôm nay ta uy phong lẫm liệt, nhất tiến song điêu. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, phong xuân đắc ý mã đệ tật. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, trong bài thơ Thương Tiến Tửu của Lý Bạch, xuân phong đắc ý mã đệ tật, trong bài thơ Đăng Khoa Hậu của Mạnh Giao. Hóa ra là lão gia lại đang nghĩ điều này. Ngọc Tỷ Nhi yêu kiều gắt khẽ, sóng mắt cười duyên dáng, dịu dàng mà nói: Lão gia qua năm quan chém sáu tướng, bản lĩnh là có, tuy nhiên còn phải đợi Liên Nhi tỷ tỷ trở về, hơn nữa còn phải được phu nhân và Văn Tâm tỷ tỷ nguyện ý tán thành nữa kìa. Hả? Ta qua năm quan chém sáu tướng thì liên quan gì đến các nàng ấy đây? Dương Lăng ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Ngọc Đường Xuân, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Ngọc Đường Xuân ngậm xuân, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, nhìn lại hắn dịu dàng quyến rũ cười nói: Tuy nhiên nhất tiến song điêu này thật ra khá dễ dàng mà. Thân thể của nàng mềm như không xương, ngả lên người của Dương Lăng, phả hơi thở dần dập nóng hổi vào tai của hắn. Lão gia nhà ta anh minh thần uy, thiếp thân yếu đuối bổ liễu, khó chịu nổi rồi, còn ước gì lão gia tiến song điêu đấy. Sao? Anh minh thần võ ư? Ta hà còn văn thành võ đức kia kìa. Nàng đang nói cái gì vậy? Nàng có phải hiểu lầm ý tứ của ta hay không? Hắn nói xong đã thấy xuân tình hiện lên gương mặt của Ngọc Tỷ Nhi, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra vẻ mơ màng, lại nhấn đôi môi thơm lên. Khi hắn nhẹ lên hôn đôi môi thơm ấy, nàng đưa tay lên gõ lên bức tường màu trắng vài tiếng. Đêm dài tĩnh lặng, mặc dù gõ không mạnh nhưng thanh âm lại không hề nhỏ. Dương Lăng đang khó hiểu lại nghe Ngọc Tỷ Nhi nũng nịu kêu: Tiểu ni tử không biết xấu hổ, nghe thấy không, lão gia gọi muội tới kìa. Ken két ken két. Ngay sau đó, một tiếng ken két của cánh cửa vang lên, một bóng người xinh đẹp tiến nhanh vào, vượt qua bình phong rồi mới đứng lại. Dương Lăng nhìn ra, chỉ thấy Tuyết Lễ Mai cũng không sợ lạnh, chỉ mặc quần lót, ngực ôm cái gối, mặt đỏ rực đứng ở đấy, lộ ra cánh tay và cặp đùi trắng mịn. Lại nói: Bách quan vì cầu mà quỷ, quần thần huyên náo bất hòa, quốc gia đại sự đều rơi vào đình trệ. Mà Chu Hậu Chiếu tính cách ngày càng thành thục trầm ổn, lại lần nữa bộc lộ tính cách con lừa cố chấp. Ta không cho rằng mình sai đấy, trời sập xuống cũng đừng mơ tưởng mà ta nhận thua. Kỳ thực giày vò quan liêu cấp thấp như thế, những quan cấp cao, thủ trưởng đứng đầu của bọn họ cũng không phải là không thể lợi dụng ảnh hưởng cùng thế lực phe phái của mình tiến hành ngăn cản. Chỉ là để những tiểu đệ này ra mặt vốn là những thủ pháp mà đám quan viên cấp cao này quen dùng, như vậy mới có thể đúng lúc căn cứ chiến lược điều chỉnh hướng ngọn gió. Mục đích của họ là tiếp xúc từ đầu mới có thể tiến lui tự nhiên được. Hiện giờ việc này đã tạm dừng một thời gian, trọng tâm của triều đình cũng đặt lên việc bắt đầu chỉnh đốn khoa đạo, mà gây rối vốn có chính là lấy quan khoa đạo làm chủ. Đến lúc này có chút cảm giác chơi với lửa có ngày chết cháy. Mọi người đều an phận, bắt đầu chuẩn bị ứng phó chỉnh đốn triều cương, dĩ nhiên không có ai gây loạn nữa. Lưu Cẩn cùng Trương Thái, Lưu Vũ khẩn cấp bàn bạc một hồi. Hiện giờ Dương Lăng là công, bọn họ là thủ, trận địa chính là khoa đạo, đạn dược chính là quan môn khoa đạo, có nhược điểm gì hay không? Cho nên bọn họ cũng thừa dịp cơ hội này bắt đầu gia tăng thu xếp, kêu quan môn khoa đạo thủ hạ cẩn thận phòng bị, đừng bao giờ để nhược điểm bị rơi vào tay của Dương Lăng. Nhưng mà Dương Lăng tác chiến luôn luôn chú ý bảy mưu tính kế, định liệu trước mới công khai tuyên chiến. Sự việc kiểm chứng quan viên đã khua chiêng gõ trống triển khai từ lâu rồi. Bởi vì khinh suất ngay từ đầu, khinh thị năng lực của Dương Lăng sau khi về vườn, hành vi mất bò mới lo làm chuồng của Lưu Cẩn có tác dụng bao nhiêu thì không thể liệu được. Hiện nay chuyện đầu tiên dĩ nhiên là trước tiên an táng Hoàng Thái Hậu. Xuất táng thì dùng xe ôn lương, xe có thể nằm, cùng làm xe tang thì xưa, chở linh cữu. Chung quanh trưng bày các loại nghi trượng, loan lộ, cửu lưu, hoàng ốc, tả đạo, vũ bảo, cổ suy, ban kiếm, hổ bí, vân vân. Nhân số đưa tang trên vạn, bách quan công khanh cùng tần ngự lục cung đều xếp hàng đi theo, quần áo trắng khóc tang xếp hàng đi theo sau linh cữu. Nơi xe tang đi qua đều có thiết lập lễ tế dọc đường, hoàng thân phò mã, công hầu, bá khanh, văn võ đại thần đến mệnh phụ mỗi người đều thiết lập tế đàn. Các vua nhân của Dương Lăng cũng mặc đồ trắng thiết lập đàn bái tế. Hiến Tống Thuần, hoàng đế Chu Kiến an táng lại mậu Lăng Xương Bình. Đế hậu Đại Minh là muốn hợp táng cùng, cho nên hoàng đế muốn dẫn thân tín bách quan tiễn linh cứu tới Xương Bình.
cấm vệ quân, ngự lâm quân, ngự mã giám phụ trách cảnh vệ hoàng cung, hộ thị, hoàng thân quốc thích, quan viên văn võ tam phẩm trở lên, cộng thêm sứ thần, công cán ngoại quốc, đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp, kéo dài 30 dặm. Dọc đường chuông buồn không dứt, thẳng về hướng Sông Bình. Hạ táng Yểm Khoách, nghênh Linh Kiệu tới hưởng đường. Lễ tang trước lăng mộ quảng trường, tiếp tục cử hành nghi lễ truy điệu sau cùng. Chính Đức Hoàng đế theo chỉ dẫn của quan viên lễ bộ tổ chức lễ giám khóc bái, dập đầu, sau đó dâng hương trước linh cữu. Đến lúc này, lễ tang mới tính là kết thúc. Chính Đức thật đúng là thiếu niên không biết tư vị sầu lo, dọc đường đi sắm vai hiếu tử, hiền tôn nghiêm chỉnh. Kết quả tang lễ xong xuôi thì chứng nào tật nấy. Nghe Lưu Cẩn nói Sông Bình có các danh lam thắng cảnh như Ngân Sơn Tháp Lâm, Mương Nhai, Khe Hổ, Suối Bạch Hổ, Khe Đối Cữu, lập tức kích động đi tìm Dương Lăng, muốn dẫn vài thân tín cải trang đi du ngoạn. Đầu óc của Dương Lăng toàn là việc đang tăng cường thu xếp, thấy hoàng thượng đột nhiên chạy tới tìm hắn, không biết có chuyện quan trọng gì. Kết quả vừa nghe yêu cầu của tên gây họa chịu thiệt không đủ này thì mũi sắp lệch đi, cũng bất chấp đại lễ quân thần, trừng mắt với y không thèm lên tiếng. Chính Đức Hoàng thượng vừa thấy Dương Lăng, mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, vội vàng xám xịt mà chạy trốn. Trên đường lại đụng phải Vĩnh Thuần và Tương Nhi, hai người nghe xong vô cùng tức giận, đuổi theo y đến hành cung của y. Vĩnh Thuần cũng mặc kệ y có là quân vương hay không, xoay eo thon chỉ vào mũi của đại ca của trách một trận. Chu Tương Nhi không dám mắng y, lại không quan tâm Lưu Cẩn, mắt hạnh trận tròn mà cũng mắng Lưu Cẩn một trận. Lần này Chính Đức an phận rồi, thành thành thật thật dựa theo hành trình lễ bộ an bài, xử lý hoàn tất quá trình tang lễ, sau đó bãi giá quay về kinh. Nhìn chung không còn bày ra việc lớn nào khiến cho bách quan phát điên nữa. Hoàng gia Liêm Chính Công Thự là tổ chức do hoàng đế trực tiếp phụ trách, không cần phải qua thông chính ti, ti lễ giám, dâng tấu thành lập. Tên của nó gọi là Hoàng gia Liêm Chính Công Thự là do Dương Lăng đặt. Thứ nhất là không nghĩ ra cái tên nào khí phái uy phong hơn. Thứ hai là hắn biết rõ tính khí của Chính Đức, mang theo hai từ hoàng gia sẽ khiến cho Chính Đức nảy sinh cảm giác thân cận, coi nó là lực lượng của mình. Cũng giống như y thu hơn 1.000 tổng binh tứ gia quân làm môn sinh, vì vậy đối với quân đội này đặc biệt thân cận chú cố. Quyền lực nha môn này mặc dù quan trọng cũng không phải là cơ cấu thường trực, chỉ có hoàng đế cho rằng cần phải điều tra khảo cứu thì mới lâm thời thành lập, hơn nữa cũng không có bất luận tiền lương bổng lộc gì, tất cả đều là nhân mã điều động rút từ trong hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh, cho nên địa điểm làm việc cũng không có. Vừa hay Chư Vương Quán hiện tại nhàn rỗi, lúc Dương Lăng tuyển chọn phò mã cho Vĩnh Phúc công chúa, thấy chỗ đó rộng rãi liền dâng tấu xin dùng nơi đó làm văn phòng tạm thời, cũng nghiêm túc chọn ra một đám vương hầu thế gia, muốn họ phái người tham gia điều tra khảo cứu. Dương Lăng chọn lựa những người này cũng không quan tâm đến năng lực làm việc của họ. Trên thực tế, từng vương hầu thế gia có đông con cháu, hắn cũng không thể cứng nhắc chỉ định phái ai tới. Hắn quan tâm chính là quan hệ giữa người với người của những thế gia này, nhân mạch thế lực, yếu địa chính là khối chiêu bài của những thế gia này. Nhân viên chính thức kiểm chứng, quan viên khoa đạo, tất cả đều là thủ hạ tinh anh của Dương Lăng, có năng lực cao, cũng chính là những đặc vụ nội xưởng tinh anh do hai vị thiên hộ Dương, Liễu luôn luôn tỉ mỉ huấn luyện ra. Những người này vốn phân chia phụ trách trong nha môn mà nội xưởng thiết lập, một minh một ám phối hợp với nhau. Chẳng qua danh sách những người này đều là thiết lập đơn độc, là tinh anh chân chính của nội xưởng. Nội xưởng vừa giao ra, lực lượng này lập tức thoát ly. Bọn họ vốn phụ trách âm thầm kiểm chứng, sau đó giao cho nội xưởng công khai thiết lập cơ cấu bắt người điều tra. Cho dù không đánh công khai cờ hiệu của nội xưởng cũng không ảnh hưởng năng lực hành động của bọn họ. Sáng sớm, Dương Lăng chạy tới Chư Vương Quán. Hôm nay các lộ công gia, thế khanh phái người tới Liêm Chính Công Thự mới thành lập. Vừa đến Chư Vương Quán chỉ thấy ngựa xe như nước nối liền không dứt, so với lần trước công chúa kén phò mã còn náo nhiệt hơn. Lần trước người tuy đông, xua đuổi thoáng một cái thì mình còn có thể đi vào được. Lần này không phải ngựa thì là kiệu. Dương đại quân nhân nhà ta cứ trông mong đợi tại bên ngoài, thẳng đến khi Ngũ Thành binh mã tư Tuần Thành ngự sử đích thân dẫn người chạy đến chỉ huy giao thông, lại qua Dương Lăng chỉ điểm thiết lập lộ tạp, bốn cửa chung quanh, bốn con đường đơn lúc này mới được giải quyết. Trong lòng Dương Lăng cũng buồn chồn, tổng cộng chiêu 80 người sao lại đông đến như thế này đây. Vừa tiến vào Chư Vương Quán, hắn càng thấy lạ hơn. Hôm nay thành lập Liêm Chính Công Thự cũng không phải là kén phò mã, vậy những tiểu bằng hữu này tới làm gì đây? Chỉ thấy trong sảnh đường chừng 6-70 tiểu tử, đầu dầu má phấn, cẩm bào, đai long, hoặc ngồi hoặc đứng, cười cười nói. Bên cạnh là bàn trà nước đầy điểm tâm, mứt thịt khô, vân vân. Những người này cao nhất chưa tới 18,
nhỏ nhất cũng là 13-14 tuổi. Nguyên một đám da mịn thịt mềm, xem ra toàn là con cháu nhà quan, sống an nhàn sung sướng. Đây là hậu quả tổ chức cây sao. Dương Lăng nhìn Lam Lam xuống đất, đầu óc cứng lại trong chốc lát mới kịp phản ứng lại. Vương hầu thế gia, gia lớn nghiệp lớn, con cháu đông, ai không có chút tâm tư đây, ai không vì tương lai của bản thân mình. Dương Lăng thì không đắc tội được, nhưng xem ra Lưu Cẩn lại càng không thể đắc tội được. Nói không chừng hai người sẽ còn tranh giành ai thua ai thắng. Phái một vài đứa cháu lông tóc chưa đủ đi ứng phó với Dương Lăng. Trong quá trình điều tra khảo cứu, đi giao kết với một vài người của Lưu Cẩn, một khi Dương Lăng thất bại, những trưởng bối kia có thể ra mặt. Dùng điều này nói rõ mình căn bản không có ý chỉ ủng hộ mỗi Dương Lăng, lại tặng lên một phần hậu lễ, kêu một đám nhóc con tới dập đầu với Lưu Cẩn, cho y mắng hai ba câu, mọi người cười ha ha một tiếng là xong. Dương Lăng nhìn thấy vừa bực vừa buồn cười. Đám lão già vương hầu thế gia kia cũng không phải là đèn cạn dầu, quá coi thường họ mất rồi. May mà mình căn bản cũng không trông cậy vào đám bọn họ đi tra xét quả đáo, bằng không chỉ dựa vào đám nhóc con này ư? Nhưng các người muốn không đếm xỉa đến, vậy thì không thể nào. Vừa lúc phái một đám tiểu tử tóc còn chưa mọc đến đây, con cháu thế gia mắt cao hơn đầu, tính tình táo bạo, tất cả đều là tiểu thái dương ở nhà quen thói. Muốn cho các ngươi thật sự giúp ta đây còn không dễ dàng ư? Muốn chơi gió chiều nào theo chiều ấy sao? Đám tiểu tử kia đều cột trên người ta rồi, ta không sợ đám lão giả các ngươi không ra mặt hay sao? Nha môn thành lập vô cùng đơn giản, Dương Lăng chỉ đơn giản nói rằng bọn họ trực tiếp phụ thuộc hoàng đế, điều tra một vài quan viên khoa đạo phẩm chất không cao, tham nhũng, gây hỗn loạn vô cùng, do đó mới nghiêm mật tổ chức thành lập một nha môn khác ở trong đó. Liêm chính công thự quá liêm chính, không có bất kỳ kinh phí nào, không phát đồng phục chỉ cho bọn họ, phân ti lập nha, thành lập bộ phận điều tra, giam giữ và thẩm vấn, vân vân. Từ đó lựa chọn thế gia tốt, lớn tuổi làm quan viên, sau đó lại đem các loại dụng cụ như thủy hỏa côn, gông xiềng, từ hình bộ nha môn tới phân phát. Những thiếu gia này sinh ra chỉ có tước không có chức, được ủy thác chủ sự việc nào đấy, đường quan nào đấy, cả một đám vô cùng hào hứng, mặc cẩm tú y thường, vóc dáng gầy gò tựa như mầm hạt đậu, tay cầm thủy hỏa côn, bên đai lưng đeo xích sắt, khiến người khác thấy vô cùng buồn cười, nhưng bọn họ lại có cảm giác vô cùng uy phong. Dương Lăng thế thế mỉm cười. Loạn quyền đánh chết sư phụ già, có đám đại thiếu gia đánh lung tung này, thành Bắc Kinh này sẽ bị ta quét cho bụi đất bay mù mịt thôi. Trong đô cấp sự khoa đạo, lại hộ lễ binh hình công lục khoa, cấp sự chung môn chính là khoa, đô sát viện thập tam đạo, giám sát ngự sự lại là đạo. Hai nha môn này toàn bộ cộng lại không đến 300 người, đốc tra hơn 10 vạn quan lại địa phương Đại Minh. Trong khoa đạo đại bộ phận đều là tiểu quan, lục khoa đô cấp sự chung chỉ là chính thất phẩm, tương đương với huyện lệnh. Giám sát ngự sử cũng là chính thất phẩm, quan giai của họ tuy nhỏ nhưng có thể buộc tội quan to nhị phẩm. Đây là phát minh lớn nhất của Chu Nguyên Chương. Từ xưa đến nay đẳng cấp xâm nghiêm, từ trước tới nay đều là cấp trên giám sát cấp dưới, chỉ có đại quan giám sát hạ quan, dùng quý chế tiện. Mà Trung Nguyên Chương lại muốn nổi bật, ngoài bách quan còn thiết lập khoa đạo độc lập, lấy thấp hèn chế ngự cao quý, dùng nhỏ chế lớn, trong ngoài tương duy, có việc có thể trực trần với thiên tử. Vị ti là bởi vì quan nhỏ cho nên ý niệm yêu quý tiền đồ trong đầu rất nhỏ, sẽ không bởi vì quan to lộc hậu mà có nhiều cố kỵ, cũng sẽ không xử sự giống lão du điều trên quan trường. Lão du điều chỉ những người lọc lõi kinh nghiệm, đối với phạm pháp loạn kỷ cương nương chiều nhân nhượng, qua loa đầy ủy. Quyền trọng thì bởi vì có thể chỉnh đốn lại trị oai trọng, cho nên có thể phát huy đầy đủ tác dụng giám sát của họ. Cho nên khoa đạo không chỉ có duy nhất năng lực có được dư luận, mà trước mặt hoàng đế, khoa đạo quan chính là có thực quyền rất nặng, rất được quan lại địa phương coi trọng và kiêng lễ. Hiện tại nhóm ngự sử ngôn quan của đốc sát viện đang ở phòng làm việc, chức vụ của họ có thể nói là tất bận, cũng có thể nói nhẹ nhàng vô cùng. Đều xem ngươi có chăm chỉ chính sự hay không. Nếu dùng hai mắt nhìn, dĩ nhiên trong sáng thái bình. Điều này dĩ nhiên trong tay không có việc, chẳng qua là ngày ngày chỉ uống nước trà mà thôi. Sau khi Lưu Cẩn chuyên quyền làm tan rã thế lực khoa đạo ngôn quan, khoa đạo quan chia làm ba phái. Một phái là Thanh Lưu, vì Lưu Cẩn thế lớn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Một phái là ngồi không ăn bám, không có lý tưởng, trông chờ vào ngày nào đó có thể được phái ra ngoài làm quan, mò vét tích lũy được một chút tiền bạc, chờ chiếu lệ chí sĩ úy lưu của triều đình, thêm một bậc quan, sau đó hồi hương Dương lão. Phái thứ ba chính là dã tâm bừng bừng, không cam lòng ngồi yên, mà có hành vi bại hoại, cẩu nuốt trăng, đầu nhập làm môn hạ của Lưu Cẩn. Nhưng kể từ đó, Sĩ Lâm Lẩm Nguyết
còn bị hai phái còn lại cô lập. Mùi vị bị nước miếng vùi dập cũng không dễ chịu cho lắm. Từ đời Tống đến nay, coi trọng nhất là lễ pháp danh giáo. Đối với người đọc sách mà nói, chất đó là việc nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Kẻ sĩ, nhất là ngự sử quan và hàn lâm quan, được cho là tấm gương thanh lưu mà lại đi đầu nhập vào làm một hoạn quan của Lưu Cẩn, chẳng khác nào phụ nhân mà thất tiết. Bởi vậy Dương Lăng ra tay với Khoa Đạo, có người hưng phấn, có người không yên. Chư Vương Quán một lần nữa trở thành nơi khiến cho mọi người chú ý. Trong khoảnh khắc, trong đô sắt viện yên tĩnh lại có bạo động. Nhóm ngự sử nghe tiếng chạy ra cửa, thấy một đội ngũ kỳ quái xông tới. Một đoàn cậu ấm cô chiêu tay cầm thủy chùy và xiềng xích, đầu lĩnh còn cầm hỏa ký bắt người, hì hả xông vào viện tử, căn bản không để ý tới thủ vệ ở cửa ra vào ngăn cản. Giám sát ngự sử Trần Trọng Côn nhíu mày ra nghênh đón, đột nhiên cảm thấy thiếu niên phía trước khá quen mắt. Nhìn kỹ, nhận ra là tiểu hầu gia Lạc Hữu Vi của An Quốc Khẩu Phủ, vội vàng chắp tay nói. Tiểu hầu gia, các vị làm gì vậy? Lạc Hữu Vi mặt cợt nhả nói. Cái gì? Ai tới làm gì? Nhỉ? Gã nói một nửa, liền quay sang hỏi người bên cạnh. Trương Tiếu Tổ, con trai của Kiến Dương Hầu, Trương Duyên Linh, mới 13 tuổi cho nên vẫn còn khá nghe lời, nhớ rõ ghi chép của Dương Lăng, vội đáp. Là ngự sử Lý Thông Tần. Lạc Cửu Vi vội vàng cười nói. Đúng, Lý Thông Tần, mau gọi họ Lý ra đây để bản quan kiểm chứng. Người này tham tạng uổng pháp, chứng cứ vô cùng xác thực. Phụng mệnh của Uy Quốc Công gia, muốn bắt người này để điều gì nhỉ? Trương Tiếu Tổ lại đáp. Điều tra lấy chứng. Đúng, điều tra lấy chứng. Mau lên, không được để bản công tử bản quan chậm trễ công việc. Lý Thông Tần ư? Đó là con nuôi của Lưu Cẩn mà. Hiện tại Lưu Cẩn thu nhận 7 người con nuôi, Lý Thông Tần chính là một trong số đó. Gã ít hơn Lưu Cẩn 5 tuổi, lại không biết liêm sỉ, cam bái một quyền làm cha nuôi, nhưng mối quan hệ này quả thật rất giúp ích cho gã. Tại Đốc Sắt Viện, dù là Tả Đô ngự sử cũng không dám đắc tội với gã. Chiêu đầu tiên Dương Lăng đã khai đao với gã rồi, các ngự sử ngôn quan lập tức xôn xao, quả nhiên Dương Quốc Công nhắm vào Lưu Cẩn. Trần Trọng Côn nghe vậy lập tức khả hê, chỉ tay vào một người trong đoàn người rồi nói. Vị kia chính là Lý Đại Nhân. Lạc Hữu Vi lắc vai đi tới, dò xét trên dưới vài lần rồi hỏi. Người chính là Lý Thông Tần. Lý Thông Tần đã nghe được đoạn hội thoại của họ, nhưng không biết bản thân làm chuyện gì phạm đến Dương Lăng, mặt đi đỏ lên. Không sai, bản quan chính là Lý Thông Tần. Bản quan theo lẽ công bằng pháp luật mà chấp pháp, thanh chính liêm khiết. Tiểu hầu gia dùng tội gì mà bắt ta vậy? Không phải bắt, mà là điều tra lấy chứng kìa. Lạc Hữu Vi không kiên nhẫn, trợn mắt lên. Bản quan phải kín đáo điều tra, nghiêm túc lấy chứng. Ngươi tham tạng uổng pháp vô pháp, chứng cứ vô cùng xác thực, phụng mệnh Uy Quốc Công. Lý ngự sử cười nhạt. Kín đáo điều tra, nghiêm túc lấy chứng sao? Tiểu hầu gia, vừa rồi ngay cả tên của ta ngươi cũng không đọc được mà. Lạc Hữu Vi bị gã châm biếm đỏ mặt lên. Phía sau thì một đám công tử thiếu gia ăn chơi chắc táng, cười nói ồn ào, mặt mũi lại càng không nhịn được. Bình thường y cũng là công tử giá ưng khiên khiển, cưỡi ngựa trương đài, nào nhẫn nhịn được loại sỉ nhục này, thẹn quá hóa giận mà mắng rằng: Gọi không ra tên thì sao? Lão tử chỉ biết rõ ngươi có tội, người già mà không biết xấu hổ, là một thỏ tướng công uổng pháp hại dân, còn dám kêu chiến với gia gia của ngươi ư? Mang đi, lão tử không tin không trị được ngươi. Lạc Hữu Vi cũng có một nhóm bạn thân anh em quan lại thế gia, được phân trong một tổ, lúc này lập tức lao ra hai người, một trái một phải, kéo cánh tay của Lý Thông Tần. Dương Lăng vốn chỉ là để bọn họ dẫn người về để tiếp nhận điều tra, nhưng bọn họ đâu quản điều tra có khác gì bắt bớ. Đám cậu ấm này chẳng phân biệt nông sâu, lập tức dùng xiềng xích chụp lên cổ Lý ngự sử, bắt gã đi. Lý Thông Tần phẫn nộ quát lên. Bản quan là ngôn quan vô tội, các người không thể bắt ta được. Dù Uy Quốc Công có ở đây cũng không thể bắt bản quan được. Đám tiểu tử các ngươi không biết trời cao đất rộng, chặn ngôn lộ, tội ương họa quốc, các ngươi không sợ bị trừng phạt hay sao? Sau mông của gã không biết bị ai đá một cái, mắng lên: Cút đi mau, khinh tưởng lão tử không hiểu ư? Ngôn quan vô tội là có tấu sự phong thanh về ngươi, không thật không xác thực cũng không điều tra, cũng không nói ngươi chơi tướng công, hãm hại dân chúng cũng không phạm pháp à? Đám vương tôn này bình thường trước mặt các trưởng bối luôn luôn nhã nhặn theo phép, nhưng thật ra bên ngoài xưa nay luôn hoành hành,
được người khác phụng nghênh. Chẳng những ai lấy đều tâm cao khí ngạo, ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, hơn nữa miệng đầy lời thô tục. Nào ai phân rõ trái phải đây? Một đám tiểu lưu manh giống như dắt lừa, vừa đá vừa táng, kéo lão Lưu, Lý Thông Tần đi. Các ngự sử lần đầu tiên thấy bắt người như vậy, nguyên một đám kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Có người căm giận mắng rằng: để một đám vương tôn công tử không hiểu chuyện điều tra khảo cứu khoa đạo sao? Quả thực là làm sằng làm bậy. Nếu Uy Quốc Công không đưa ra được chứng cứ rõ ràng, bản quan nhất định phải vạch tội hắn ta. Thật nhục người đọc sách mà, quá nhục người đọc sách mà. Nhất đảng bên Lưu Cẩn rất có cảm giác thỏ chết cáo thương, nghe vậy đều hòa theo. Phái Thanh Lưu lại hơi chút hả hê, mặt mũi tràn đầy âm dương quái khí. Phái Chờ Chết gần đây nhàn quá nên buồn tẻ, lúc này cuối cùng tinh thần tỉnh táo, bắt đầu châu đầu ghé tai. Nào là nghe nói Lý Ngự Sử có chuyện phong lưu gì, chơi gái Đường Tử Tướng Công gì gì đấy, sao lại là hại dân hại chúng được đây. Trên đường đi, Lý Ngự Sử nếm không ít đau khổ, càng kêu lại càng khổ. Mà đám thiếu gia ương tử này tính khí không sợ trời, không sợ đất. Lý Thông Tần thì đám người này không hề nói lý, đành phải ngậm miệng lại, chỉ mong ngóng có người nhanh chóng chạy đi đưa tin cho Lưu Cẩn, nghĩ biện pháp cứu mình ra. Đến Chư Vương Quán, đi đến cửa phòng thẩm vấn đen ngòm, xôn xao đi xuống. Tám ngọn đèn được chiếu sáng rực, giấy trắng bịt miệng, đậy toàn bộ ánh sáng, bắn vào mặt Lý Thông Tần, làm cho gã hoa cả mắt, căn bản không thể tập trung tinh lực được. Các đại thiếu gia phụ trách thẩm vấn núp trong bóng tối, thấy trò chơi này thật sự có hứng thú hơn nhiều so với đi dạo hội chùa, đấu thơ uống rượu vân 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 vân. Dương Lăng dĩ nhiên sẽ không để mặc bọn họ náo loạn, hắn vẫn sắp xếp hai người của mình trong đám công tử ca này, thể hiện là trợ giúp quan viên công thự thẩm vấn. Thực ra họ mới thực sự nắm tư liệu vô cùng xác thực, là người chủ đạo quá trình thẩm vấn. Ở Thông Châu có một nào kép họ Phong, được người ta gọi là Phong Hí Nhi. Người này đồng thần tiễn thủy, phong lưu uyển xảo, làn da như ngọc, thông minh thiện ca. Người này thường được phú thân Hào Cường mời đi, danh tiếng cực kỳ nổi ở Đại Minh. Hào Cường này dĩ nhiên là túy ông chi ý bất bại tiểu. Vào ban ngày yêu cầu y hiến giọng hát, vũ điệu, đêm đến dĩ nhiên là hạo nguyệt đương tháp, ngọc thỏ hư phục, kim cương đảo sử. Phong Hí Nhi được một vài phú thân cực kỳ sủng ái, thường mang theo vào nội trạch, thậm chí nửa tháng cũng không cho y về. Người đàn ông này tướng mạo đẹp kinh người, thời gian rất lâu, những thê thiếp của các gia đình lớn bị y quyến rũ không đếm hết. Nhưng y vốn là được phú thân coi là nữ tử nuôi dưỡng trong khuê phòng, cho nên tiện yêu đương vụng trộm không bị phát giác. Người này lá gan càng lúc càng lớn, dương dương đắc ý, thỉnh thoảng quay trở lại gánh hát. Lúc say rượu đã nhắc đến đủ loại chuyện phong lưu của mình trong những nhà cao cửa rộng này, khiến cho người nghe líu cả lưỡi, nhưng không một ai dám đi nói lại với những thân hảo kia. Dù sao chuyện gièm pha này không hề tầm thường, đi cáo mật chưa hẳn đã là chuyện tốt. Không ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có một lần Phong Hí Nhi được đại phú thân Thông Châu chuyên buôn bán làm xe ngựa tên là Thẩm Thường Minh mời vào phủ hát biểu diễn, tiện ở lại mấy ngày thưởng ngoạn những đêm thổi tiêu với người ngọc uyển chuyển yêu kiều hậu đình hoa. Phong Hí Nghi gan càng lúc càng lớn, đi quyến rũ đại tiểu thư Thẩm gia, kết quả hai người lén lút quan hệ, kết tư tình. Thẩm đại tiểu thư là một cô nương chưa chồng, lại bởi vậy mà có bầu. Phong Hí Nhi biết việc này vô cùng sợ hãi, lén thăm dò kiếm một bộ hổ lang chi dược khiến cô nàng kia ăn vào. Kết quả thai nhi bị sảy, cô nàng bị rong huyết mà chết. Sự việc bộc phát, Phong Hí Nhi xưa nay được người ta đưa đón vô cùng vinh quang, đám thân hào địa chủ cưng nghi như chân như ngọc. Thật ra cũng chỉ là một con hát cho người ta chơi, nào có địa vị thanh danh gì, tất cả đều là bị những người này nâng lên, một khi trở mặt thì không đáng một đồng tiền. Phong Hí Nhi bị tố giác bắt vào đại lao, bị kết tội chết, dụ dỗ gian dâm, sát hại mạng người. Vừa đúng lúc Lý Ngự Sử đến Thông Châu làm công sai. Lý Thông Tần ham muốn nam sắc, lần trước đến Thông Châu từng có người ra số tiền lớn mời Phong Hí Nhi hầu hạ. Lý Thông Tần rất yêu thích con thỏ có thân thể trắng như phấn, mông đầy đặn, chân mềm như dầu này, nhưng tiếc rằng gã không có nhiều tiền bạc, không thể mua về phủ. Lần này đến Thông Châu nghe nói Phong Hí Nhi bị bắt, lập tức động tà niệm. Thời gian này gã đầu nhập vào chỗ Lưu Cẩn, quan lại trên dưới Thông Châu hết sức kính sợ gã. Lý Thông Tần trước tiên vào ngục gặp Phong Hí Nhi, giao điều kiện cứu y ra tù, bắt đi phải viết giấy bán thân. Cầm văn tự bán mình trong tay, Lý Thông Tần hất tay áo đi tìm Thẩm gia xui xẻo kia. Lý Thông Tần nghe nói Thẩm Thường Minh thích thưởng ngoạn binh khí, trong nhà chẳng những dấu đao kiếm, thương kích cổ, còn sai người mua sắm chiến đao các thức của quân dụng hiện giờ, cất giấu kỹ. Lý Thông Tần liền thông đồng với tri phủ dùng tội tư tàng quân khí để bắt giữ. Thẩm gia cầu người khắp nơi chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng mới biết là Lý Ngự Sử quấy phá. Con trai trưởng Thẩm gia mang theo hậu lễ đến nhà bái cầu. Lý Thông Tần thẳng thắn yêu cầu Thẩm gia rút đơn kiện thả người. Phong Hí Nhi được ra tù,
Thẩm Thường Minh cũng sẽ được ra tù. Thẩm gia bất đắc dĩ đành phải ngậm đắng nuốt cay rút đơn kiện, dùng lý do tự gian dâm và mang thai, tự mua đọa dược dẫn đến vô ý chết người để kết thúc vụ án này. Thẩm Thường Minh được thả nhưng vì phạm vào tội vu cáo lại phải chuẩn bị một số bạc lớn làm đồ cưới cho Phong Hữu Nhi, ném vào hầu bao của Lý Thông Tần. Nội xưởng cũng kinh doanh buôn bán xe ngựa, đối với việc này cũng có nghe thấy. Nhân chứng vật chứng dĩ nhiên cũng dễ tìm, cho nên đầu tiên khai đao với Lý Thông Tần. Lưu Cẩn nhận được tin thì vô cùng bối rối. Lý Thông Tần tự đầu nhập vào chỗ Lưu Cẩn, đi theo làm tùy tùng của y, làm không ít chuyện xấu, rất nhiều việc đều có liên quan đến Lưu Cẩn. Nếu để cho Dương Lăng điều tra rõ ra, đi trình báo hoàng thượng, vậy thì nguy rồi. Lưu Cẩn y không sợ lời khai cá nhân của Lý Thông Tần, cũng giống như vụ án Trưng Trung vậy, đại khái đùn đời là xong. Thật sự không được, cùng lắm thì bị chính đức gian dạy một hồi là xong. Chỉ là vạn ngã một thì sẽ có hai. Nếu bị Dương Lăng tiếp tục làm, bắt một đống quan viên đến, ba người còn thành hổ, huống chi 10 người, vài chục người đây. Hoàng thượng còn không tin hay sao? Hơn nữa đến lúc này, tai mắt của mình ăn bài trong khoa đạo sẽ bị Dương Lăng trừ tận gốc. Cho nên Lưu Cẩn lập tức đi gặp chính đức hoàng đế, giải thích kể lể con cháu thế gia vô lễ như thế nào, khiến cho bách quan khoa đạo phẫn hận, người người bất mãn ra sao. Không ngờ chính đức hoàng đế nghe xong lại cười không ngừng. Quá hả giận rồi, đám hỗn đản kia ngày ngày tìm chấm gây phiền toái, lúc này để cho bọn họ chịu đựng một chút đi. Nhưng chút giận xong rồi, ngẫm lại cũng sợ gây ra đại loạn, chính đức truyền chỉ yêu cầu Dương Lăng tiến cung, bắt hắn phải thu bớt phóng túng lại. Dương Lăng tiến cung ở trước mặt Lưu Cẩn hót như khiếu. Hoàng thượng, thực ra thần cũng quản thúc những công tử vương công quý khanh này, muốn bọn họ theo nếp làm việc, không được kiêu ngạo. Nhưng những thiếu niên này đều là nghé con mới đẻ, huyết khí phương cương, ghét ác như kiều, nhất là làm ban sai cho hoàng thượng ngài, bọn họ cảm thấy rất quang vinh. Nguyên một đám xoa tay bày tỏ thái độ nên vì hoàng thượng mà tận trung, bắt hết đám tham quan nô lại, vĩnh bảo giang sơn đại minh, cho nên thần cũng không muốn đả kích nhiệt tình của bọn họ. Còn nữa, đây là hoàng thượng hạ chỉ tự xét lại chuộc lỗi, chỉnh đốn khoa đạo là trận chiến đầu tiên, do đó làm việc âm thầm, bước tiếp theo này không dễ làm. Văn võ bá quan rồi thiên hạ dân chúng đều đang nhìn nhất cử nhất động của hoàng thượng. Thần nghĩ nếu sợ khoa đạo ngôn quan gièm pha hãm hại, không dám lôi lệ phong hành nghiêm đánh hủ bại, đây không phải là đưa hoàng thượng ngài vào bất nghĩa hay sao? Hơn nữa Lý Thông Tầm này thật sự có tội nghiệp lớn, không bắt không đủ để bình ổn căm phẫn của dân chúng đâu, không bắt không đủ để chấn chỉnh kỷ cương, không bắt không đủ để làm nghiêm luật pháp. Hoàng thượng à, ngài nói có nên bắt hay không đây? Chính đức không chút do dự nói, bắt, nên bắt chứ. Như vậy hiệp 1 Lưu Cẩn đã thua. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 172 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và các bạn xin để ý giúp mình là từ tập 173 mình sẽ chuyển bộ này về chuyện làng Ngọng, về kênh chuyện làng Ngọng. Các bạn chú ý để sang bên đó theo dõi giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 173.